Xin chào quý anh chị. Hôm nay em Giang sẽ giới thiệu đến quý anh chị một ngôi nhà ở phường Phú Hòa, thủ Dầu Một, Bình Dương. Nhà chúng ta thì đi từ hẻm 385 đường Lê Hồng Phong đi vào. Đường trước nhà chúng ta là đường bê tông 4m, cách đường nhựa lớn thì chỉ khoảng 40m thôi. Vị trí giao thông thuận tiện. Nhà chúng ta thì đường cục, rất là gần chợ Phú Hòa luôn quý anh chị. Nhà chúng ta thì được thiết kế là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, một phòng thờ, có sân trước đậu ô tô. Nhà chúng ta diện tích là ngang 4 và 20, hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp với mệnh khách hàng là Tây Tứ Trạch. Giá bán ngôi nhà của chúng ta là 3 tỷ 150 triệu đồng. Hiện tại khu này vực này thì chủ nhà xây dựng 4 căn và đã bán hết 3 căn rồi. Hiện tại chỉ còn có một căn duy nhất này thôi. Tầng trệt chúng ta sẽ được thiết kế là phòng khách, không gian bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh và sân sau. Nhà chúng ta ngang 4m thôi nhưng mà chủ nhà thiết kế theo phong cách hiện đại, rất là rộng rãi thông thoáng. Nhà chúng ta được trang bị một số đồ nội thất cơ bản như hình quý anh chị vừa xem. Đây là khu vực phòng ngủ ở tầng trệt dành cho ba mẹ lớn tuổi. Quý anh chị nào có nhu cầu mua một ngôi nhà có phòng ngủ tầng trệt và với một cái mức giá chỉ tầm hơn 3 tỷ một chút xíu thôi thì lựa chọn ngôi nhà này rất là hợp lý. Vị trí ở đây thì chúng ta đi đường hẻm 385 đường Lê Hồng Phong đi vào, rất là trung tâm. Chúng ta ra chợ Phú Hòa, BKMAT hoặc là gần các ngân hàng thì rất là thuận tiện anh chị. Cuối nhà chúng ta sẽ là một khoảng sân sau nhỏ để chúng ta giặt đồ và phơi đồ để máy giặt và một nhà vệ sinh ở cuối nhà có giếng trời để lấy sáng anh chị. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên trên lầu 1 anh chị nhé. Hiện tại nhà ở khu vực Thủ Dầu Một em Giang đang làm việc rất là nhiều, có nhiều ngôi nhà giá bán cũng rất là hợp lý anh chị, giá giảm chỉ bằng năm 2020 thôi, thời điểm trước dịch đó. Quý anh chị có nhu cầu thì liên hệ em Giang để được tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất và được dẫn đi xem những cái căn nhà đẹp, và anh chị cứ tham khảo, nếu như mà cảm thấy nó phù hợp thì chúng ta quyết định anh chị ha. Khu vực trên lầu 1 chúng ta sẽ có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một không gian phòng thờ. Ở đây là không gian ở phòng thờ ở trước nhà ở trên lầu 1 của chúng ta. Kế bên phòng thờ sẽ là một phòng ngủ thứ hai ở trên lầu 1. Phòng ngủ ở đây thì cũng tương đối thôi, cũng không rộng lắm. Nhà chúng ta thì ngang 4 và 20 anh chị. Giá nhà đang kêu bán là 3 tỷ 150 triệu đồng còn thương lượng anh chị nhé. Rồi đây là không gian phòng ngủ thứ ba ở trên lầu 1. Phòng ngủ đây thì nó sẽ rộng rãi và thoải mái hơn hai phòng ngủ kia. Và cuối nhà ở trên lầu 2 sẽ là một nhà vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng ngủ. Rồi quý anh chị có nhu cầu xem nhà hãy liên hệ em Giang nhé. Em cảm ơn quý anh chị.